Chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, ngày mai khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác, Bắc Bộ thời tiết ban ngày vẫn ổn định nắng ráo. Cụ thể, Nam Bộ mưa sẽ tập trung chủ yếu về chiều tối, khả năng có những điểm có mưa vừa từ 10 đến 30mm và có những điểm có mưa, cục bộ có nơi mưa to từ 50mm. Nguy hiểm hơn, trong cơn dông có khả năng xảy ra các hiện tượng như là lốc, gió giật và sấm sét. Mưa về chiều tối còn trong sáng và chiều mai, Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất ở các thành phố như là Cần Thơ, thành phố Phú Quốc và khu vực miền Tây sẽ dao động phổ biến trong khoảng là từ 31 đến 32 độ. Còn bên miền Đông như là thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Biên Hòa, Đồng Phú khá nóng, nhiệt độ phổ biến dao động trong khoảng là từ 32 đến 34 độ. Tây Nguyên ngày mai thời tiết chính là nắng. Khu vực Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, mức nhiệt vừa phải, dao động trong khoảng là từ 30 đến 32 độ. Riêng Đà Lạt chỉ có 26 độ. Về chiều tối một số nơi sẽ có mưa rào nhẹ. Còn với miền Trung, ngày mai cũng sẽ có mưa ở vài nơi về chiều tối, ban ngày trời nắng. Các thành phố như là Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng trở ra Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, nhiệt độ phổ biến dao động trong khoảng là từ 31 đến 32 độ. Nắng cũng là kiểu thời tiết chính ở miền Bắc trong ngày mai. Nhiệt độ thủ đô Hà Nội và các thành phố phổ biến dao động trong khoảng đó là từ 30 đến 33 độ. Buổi trưa, mọi người sẽ cảm thấy oi nóng. Chuyển sang thời tiết biển. Thưa quý vị, quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa được dự báo đêm nay ngày mai đều sẽ có mưa rông rải rác. Và trong cơn dông có thể kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Và như thường lệ, cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.